Sáng mai ngày 8 tháng 2, cùng với 11 tỉnh thành khác của quân khu 5, 1.308 thanh niên ưu tú của thành phố Đà Nẵng sẽ lên đường nhập ngũ về các đơn vị của Bộ Quốc phòng, quân khu 5 và Công an thành phố Đà Nẵng. Đến giờ phút này, mọi công tác chuẩn bị đón tân binh của các đơn vị nhận quân đã hoàn tất, sẵn sàng cho công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Ghi nhận tại Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng, một trong các đơn vị trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới năm nay. Năm 2023, Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng sẽ tiếp nhận huấn luyện 255 tân binh đến từ 3 tỉnh thành Gia Lai, Đắk Lắk và Đà Nẵng. Từ trước Tết Nguyên đán, vật chất, thao trường bãi tập, nhà cửa doanh trại đã được đơn vị chuẩn bị chu đáo, gọn gàng. Công tác tăng gia sản xuất, đảm bảo rau xanh các bữa ăn cho chiến sĩ mới được các cấp chú trọng với việc bắt tay quy hoạch trồng mới nhiều loại rau. Bên cạnh đó, bếp ăn và cán bộ nuôi quân cũng đã được sắp xếp, tập huấn để bữa cơm hợp khẩu vị chiến sĩ mới vào đơn vị. Đối với lực lượng chiến sĩ nuôi quân, chúng tôi đã tổ chức đào tạo theo nghiệp vụ chuyên môn của ngành nhằm để mục đích để bảo đảm xuyên suốt và trơn tru cho quá trình huấn luyện chiến sĩ mới. Tiểu đoàn cũng đã tiến hành tổ chức sinh hoạt từ cán bộ tiểu đội trưởng đến cán bộ tiểu đoàn và nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong đơn vị để làm sao sau khi chiến sĩ mới vào đơn vị cùng với cảnh quan môi trường của đơn vị thì bảo đảm tốt về nơi ăn chỗ ở, làm cho chiến sĩ mới là khi vào đơn vị thì như ở nhà của mình. Ngày đón tân binh đã đến gần, ai cũng có tâm trạng và suy nghĩ riêng, đặc biệt là các tiểu đội trưởng và trung đội trưởng, bởi họ sẽ chính là những người bạn, người anh, người đồng đội, người thầy đầu tiên gần gũi với chiến sĩ mới trong môi trường quân ngũ. Tốt nghiệp ra trường được 5 tháng và về tiểu đoàn 1 công tác, tân binh 2023 sẽ là lứa chiến sĩ mới đầu tiên mà thiếu úy Nguyễn Minh Trí, trung đội trưởng trung đội 3 trực tiếp huấn luyện. Tôi sẵn sàng đón nhận các đồng chí mới vào để hành lễ huấn luyện. Tôi cũng coi các đồng chí như là những đứa em của mình ở trong gia đình, nên để yêu thương cũng như chăm sóc các em, mong các em để trở thành một người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam mình, để tự hào với gia đình cũng như địa phương. Đảm bảo nơi ăn ở tốt nhất, tạo mọi điều kiện thoải mái nhất, làm việc để hòa nhập nhanh nhất là tình cảm của tiểu đoàn 1, trung đoàn 971 dành cho các chiến sĩ mới nhập ngũ 2023. Mọi việc đã hoàn thành, tất cả chỉ còn chờ đón các tân binh.